do lên bu tăng nha anh em, nên mình dư ra một cây bô đam VD168, tình trạng là mới lai new nha anh em. Móc cho cấu hình máy từ 58 trở lên nha anh em. Cho anh em đi 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 gì đó là sẽ đi được cái bô này. Hại máy quay rim cúp 67 nha anh em. Đó, bô này bữa làm là tiền sát bô và tiền móc là hết 1,2 triệu nha anh em. Rồi cái này giờ thì lai new, mình bán giá 700 nha anh em. 700. Đây. Móc từ cái bô zin VD168 móc lên nha anh em. Đó. Bô móc lò tiếng bao hay. Cổ thì xài cổ inox 32 nha anh em. Đó. Cái bô lai new nha. Bán chỉ 700 cây này thôi nè. Đó anh em ví dụ nhìn cái dấu hàng này biết là cái bô này là lai new hay là móc lâu rồi, nhìn là biết không? Đây, dấu hàng mới chát luôn. Do lên bu tăng nha anh em, lên bu tăng là bán thành lý. Bô móc nỉ nha, chứ không phải móc vách nha anh em. Đó, tiếng ấm hay. Rồi. Giá rẻ bèo, chỉ 700 ngàn thôi. Anh em nào chốt thì alo mình.